Teng chào tất cả các bạn và mọi người đã quay trở lại với Teng nhá. Hôm nay bọn mình đi chùa Tam Trúc lễ Phật, đi ngắm cảnh sông núi nước Lon các bạn ạ. Tại lần đầu tiên mình mới đi chùa Tam Trúc một lần. Mình đang vào đoạn chùa, đoạn này đoạn cầu đó. Chùa đây đàn cá rất đẹp, đàn cá đang nghe giảng đấy. Bên này là quầy bán vé các bạn ạ. Tí nữa mình sẽ đi thuyền, vé của mình là 270k, vé bình thường cũng là 250k, còn có vé rẻ hơn nữa thì mình không nhớ cho lắm. Đang đi thuyền lên trên bờ rồi các bạn ạ, lên đi đang ngắm cảnh sân sướng rất là rộng và đình chùa rất là to luôn đó. Đấy, cảnh này là chúng ta đang chụp ảnh thì có cặp có đôi, còn mình thì đơn côi một mình, các bạn hơi bị buồn một tí, không sao. Thế đang đi ở trên thuyền các bạn ạ, thuyền thì vé VIP của mình là có bánh, có nước trà, các bạn kẹo, ơi, okay là cá có cả dưa hấu ăn trắng miệng hay đi thuyền trong cảnh xả nắng luôn đấy. Nhìn thấy cá đẹp quá thì phải quay. Chỗ đoạn này là đoạn đình có giếng cổ. Đây là cái giếng cổ xây bằng đá ong các bạn ạ. Đấy, giếng cổ xây bằng đá ong, nhìn là giếng mà lâu năm rồi mà vẫn chắc chắn lắm, rất là đẹp, cổ kính, nước bên trong rất là trong. Trong giếng nước rất là trong. Đừng có ai đi vào đấy là chơi, mình vứt các cái đồ mình minh tinh vào đấy là nó phạt chết luôn đấy. Đây là đang đi vào chùa Ba Sao với sao, đúng rồi. Đúng như là đi ở chùa Ba Sao là đúng thật các bạn ạ. Đi xe đầu điện vào đó. Mình từng ngóng ngáo nhất nhỉ. Đúng là một mình đơn côi ngáo đấy, chụp ảnh rất đẹp. Đấy, tôi đang chụp ba sao, chụp xuống này rất là đẹp đó các bạn ạ.